Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm Photoshop CC. Thì bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh sửa hình ảnh. Khi mà các bạn nhìn thấy những tấm hình mà nó bị ngược sáng hoặc dư sáng hoặc thiếu sáng thì các bạn hãy áp dụng vào những bài này. Thì tôi hướng dẫn cho các bạn thì các bạn sẽ xử lý được, khắc phục những cái lỗi đó. Thì giờ các bạn nhìn thấy tấm hình này nó đang bị ánh sáng từ ở trên chiếu xuống, nó làm cho tấm hình này mờ đi. Và xin thưa với các bạn rằng ở đây tôi chụp bằng cái điện thoại, thì các bạn vào đây các bạn xem. Đầu tiên tôi vào file và tôi chọn là file for nha. Sau đó là tôi chọn là camera data đó, thì nó sẽ hiện lên được cái dòng máy của tôi á, là cái điện thoại, tôi chụp từ cái điện thoại thôi đó. Thì GT i8262 là hãng Samsung đó, rồi phần giải là 72 pixel. Rồi như vậy nha. Thì ở đây tôi hướng dẫn cho các bạn là chỉnh sửa những hình ảnh thiếu sáng khi mà bị khi mà ta chụp trên điện thoại, là nó thường thường là bị như vậy, thiếu sáng hoặc dư sáng, nó chỉ lấy tự động thôi đó. Bây giờ tôi làm nha. Thì đầu tiên á, các bạn quan sát hình này thì thấy nó ở trên nè, nó đổ ánh sáng xuống thì nó làm cho dư sáng đi nha. Cái hình của mình á nó mờ mờ sao thấy nó kỳ cục lắm. Thì bây giờ nha, để khắc phục được cái lỗi này á thì các bạn vào trong Filter, thì các bạn vào trong là Image, chọn là Adjustment và các bạn chọn là Cube đó. Thì ở đây là cái thông số cái cần chỉnh màu ánh sáng đó. Ở đây á là vùng tối, còn đây là vùng sáng, còn đây là vùng trung gian, thì nó thể hiện trên cái đồ thị ở đây đó, vùng tối, vùng trung gian và vùng sáng đó, là như vậy. Thì ở đây á, thì tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn là làm sao để khắc phục được như thế này. Đây nó bị dư, nó không có bị, không có thấy được cái hình, có thấy được độ sâu của tấm hình, thấy không, nó không được độ sâu. Thì bây giờ trước tiên các bạn muốn có độ sâu á thì các bạn phải giảm đi cái ánh sáng nó xuống, thì nó sẽ có điểm nhấn. Đây các bạn hãy chọn vào cái kênh đen này nha, chọn vào kênh đen này, các bạn kéo nó về bên tay phải đây như thế này đó. Thì các bạn thấy sao, view nó xem đó như thế này nha đó. Đó. Chịu chưa, chưa chịu không, thêm nữa không, thấy nó có chiều sâu hơn nè, thấy chưa, lúc đầu nè đó. Và tiếp theo nữa thì các bạn muốn cho nó sáng lên được một chút xíu thì các bạn chọn cái cần trung gian này và các bạn cho nó tăng lên một chút đó, tăng lên một chút đó. Còn cái cần sáng này thì nó sẽ làm cho ánh sáng của mình nè, nó sẽ sáng lên được một chút nữa. Thì đây, thì bài này tôi hướng dẫn cho các bạn là chỉnh khi mà ánh sáng nó bị dư sáng như thế này, nó làm hình của mình nó không có độ sâu đó. Thì bây giờ ta đồng ý ở đây thì ok đó. Khi mà các bạn nhìn hình như thế này đây ha, nhưng mà nhìn thấy xung quanh á, xung quanh ở đây nè có những cái vết dơ của lá rồi nè, nhìn thấy kỳ cục quá. Một cách nhanh chóng nha, nhưng mà trong CS6 hoặc là CC mới xài được, còn từ phiên bản mà CS2 không, CS9.0 đó, không, CS8, CS2, CS7.0 đều xài không được nha đó. Còn CS2 thì đơn giản như thế này, các bạn giữ một cái lớp layer bắt đầu như thế này nha, các bạn phóng to lên rồi các bạn sử dụng là công cụ này nè, thấy không,
hoặc là công cụ này cũng được, lấy Lasso Tool đi ha. Đó, ta làm khác khác một tí. Khoanh vùng ở đây, các bạn chọn trên bàn phím là Delete. Đó, để làm gì? Để xóa đi cái này. Xóa đi bằng cách nào? Nó sẽ fill lên cái vùng màu gần nhất. Nó để lấp lên cái chỗ này đây. Đây, tôi làm nha. Đó. Đó. Ok. Đấy, mắc liền thấy chưa? Nhanh chóng không? Đó, tiếp tục nha. Đó, delete nè. Đó, vùng này delete. Nhanh chóng á. Chưa? Quá nhanh luôn. Photoshop CS6 và CC là tôi thích như vậy đó. Không? Xài nó rất là nhanh. Không? Tiện lợi nữa. Không? Đó, nó lắp lên những cái vùng này. Còn CS2 hả? Tem mệt mỏi luôn. Không? Và những phiên bản khác tem nó gãy tay luôn á. Không, còn CC đây con delete cả xong, phanh vùng delete nha. Xong. Đó. Không. Thì bây giờ thì các bạn hãy xem lại đây. Cái lớp này, tấm hình này tôi xử lý như thế này. Thì nói chung là cũng tạm ổn. Thì các bạn, tôi chỉ cho cách, hướng dẫn cho các bạn cách để làm thôi. Không, bây giờ tôi sẽ so sánh lại tấm hình đầu và tấm hình cuối tôi đã làm. Đó. Và cái mẹo ở đây thì các bạn nhìn thấy chữ history nè. Thì tất cả các cái thao tác của chúng ta đã làm rồi thì nó nằm ở trong cái history này đây. Không, trở về không thì các bạn bấm vào đây từ đầu. Đó, nó sẽ trở về. Thì hồi nãy tôi đã copy rồi, tôi chỉ cần paste vô thôi. Đó, là xong. Thì tôi so sánh. Đây, các bạn xem. Thấy không? Tấm hình chưa có làm và tấm hình đã làm rồi thì nó có độ sâu hơn là tấm hình chưa có làm. Đây. Đúng không, thưa các bạn? Đó. Đó là một cách mà ta đã làm. Bây giờ cái bài thứ hai nha. Rồi, tiếp theo tôi chuẩn bị một cái file thứ hai nữa rồi. Đây, click vào đây, chọn extra. Tới thui gì đây, sao làm được gì đây, sao mà tăng sáng ấy rồi tối rồi lên được đây. Đây, tấm hình này đem bỏ quá thì tôi, các bạn, hình này tấm này tôi không có bỏ, tôi sẽ xử lý như thế này để tôi lấy lại. Thì cũng làm cái lệnh là là cái lệnh tôi không có bỏ. Thì đây, tôi vào trong email, chọn Edit Main và tôi chọn lên là Level. Đó. Sau đó tôi sẽ chọn vào cái kênh là kênh tối nè, kênh sáng và kênh trung gian. Thì đây tôi muốn cho nó sáng lên, tôi chọn vào cái kênh sáng. Đó. Và tôi chọn ở trên cái điểm ảnh của tôi là chỗ nào mà nó sáng thì tôi sẽ click vào trong trên đó. Để gì? Để cho nó nổi lên. Thì các bạn nhìn xem. Thì tôi đã thấy được một điểm rồi. Thì cái đồng hồ của tôi nè, thấy không? Cái đồng hồ của tôi nè, có một điểm sáng nè. Tôi sẽ chọn vô đây nè, thấy không? Đó. Thấy chưa? Lên hình liền. Đó. Tiếp theo thì các bạn căng nó lại. Đen. Chọn và chọn ở bên đây. Và căng mẹo lại. Ở đây tôi thì tôi chọn điểm đen tay áo của tôi đây. Đó, chọn vào đây. Ok. Và các bạn nhìn thấy ở cần ở trung gian này nè, thì các bạn cho về mấy bên tay trái để cho nó sáng lên chút. Đó, như vậy ta đã cứu được cái tấm hình này cách khoảng một nha. Ok. Đó. Thấy không? Thì cái bước này á, thì phục hồi những cái hình mà nó tối thui như thế này á thì rất là hiệu quả, thưa các bạn. Đó. Thì các bạn hãy để ý xem. Đây, tấm hình đầu và tấm hình cuối. Và tôi sẽ trở về cái tấm hình đầu tiên. Đó, đang thui như thế này đây, không thấy gì luôn. Rồi sau đó điểm cái hình mà tôi đã làm đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Ở dưới này nó còn dơ như thế này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn
phòng tù này thường làm nhất là bóp healing rớt. Nó chọn đầu cọ lớn lớn lên tí nha. Thấy không? Các bạn ở đây nè, quét ở đây chút xíu mất, quét đây chút xíu mất, đây mất, thấy chưa? Quá nhanh luôn, thấy không? Thấy không? Đó, như thế này. À, còn các bạn nhìn thấy bên đây có mấy cái bảng nhìn thấy khó chịu quá, không? Các bạn sử dụng cái này nè, bắt tuôn, không? Khoanh vùng lại, kéo qua đây một chút, mất. Ở bên đây thì các bạn sử dụng long tem, tại vì bên đây nó sát cái biên này, và chúng ta sử dụng bot hay là hero red gì đó thì nó sẽ làm hình của chúng ta lem lem đi, xấu lắm. Rồi sử dụng long tem nha, để cọ lớn lên. Và ở đây tôi để lại cọ này còn cứng chút, để làm gì? Để cho nó ăn vô mà nó hòa với cái nền này đây nha. Đây các bạn click ở điểm này, lắp nó đi đây. Không. Đó. Cho cọ xuống một chút cho nó hòa vô. Ừ, như thế này. Đó, xong. Bây giờ các bạn xem hình như thế này. Gì đây? Hình ban đầu và hình cuối. Rồi xong, đây là một cách hướng dẫn, tôi hướng dẫn cho các bạn cách thuộc hình mà bị thiếu sáng. Rồi tiếp theo nhé, sử dụng công cụ level để tăng sáng hình lên một chút xíu nha. Chọn email, chọn adipan, chọn level, và tôi không có chọn vào đây nữa mà tôi sử dụng là cái đồ thị ở đây để tôi chỉnh thôi. Đây các bạn hãy nâng lên trung gian này đây. Đó. Thì các bạn đã nhìn thấy ở đây là điểm tối nhất, các bạn hãy nâng trung gian lên nha. Và cho nó độ sâu của hình vào. Đó. Như thế này. Thì sao? Đã giải quyết được vấn đề rồi. Đó. Xong. Như vậy. Ok. Thì tấm hình của các bạn sẽ thấy khác liền. Thì tôi sẽ trở về file gốc cho các bạn xem cho gì đây, và tôi trở về tấm hình mà tôi đã làm như thế này. Thấy không, ánh sáng nó không được trung thực. Chọn cái vùng này nè, tối chút đó. Chọn vùng này nè, tối lại chút nha. Xong đây các bạn sẽ nhìn thấy nó đỡ hơn đó. Thì bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng là công cụ hỗ trợ trong Photoshop sử dụng nhất, đó chính là Devo. Thì các bạn hãy luyện thành thập trên công cụ này. Dạ, bài hướng dẫn của em đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của em và nhấn subscribe và chia sẻ cho nhiều người cùng xem và cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.